Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 140 năm của khởi nghĩa Yên Thế, năm nay sẽ diễn ra chương trình biểu diễn của Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an. Đội kỵ binh 40 ngựa của Bộ Công an sẽ biểu diễn phục vụ nhân dân từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 tại một số đoạn đường trung tâm khu vực lễ hội. Ngày 16 tháng 3, đội kỵ binh sẽ chia làm hai nhóm tham gia lễ khánh thành đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế và biểu diễn phục vụ đại biểu và nhân dân tại đường dẫn trước nghi môn trước khi chương trình khai mạc lễ hội chính thức diễn ra. Bên cạnh đó, đoàn nghệ thuật của Bộ Công an sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật tại sân khấu chính của lễ hội trong thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3.